trong cuộc sống, dù chỉ một vận động không đúng cách cũng có thể khiến bạn bị tràn dịch ổ khớp. Bất cứ ai cũng có thể bị căn bệnh này. Có thể bị tràn dịch ổ khớp sau một tai nạn giao thông hay bất kỳ tai nạn nào trong cuộc sống thường ngày như té cầu thang, vấp té. Những người thừa cân béo phì và các vận động viên cũng rất dễ mắc phải căn bệnh này. Đó là bệnh tràn dịch ổ khớp. Người thường xuyên phải làm việc nặng, vận động sai tư thế hoặc vận động viên thường có nhiều nguy cơ bị chấn thương khớp. Trong đó có hiện tượng tràn dịch trong ổ khớp mà thường gặp nhất là ổ khớp gối. Những người mắc bệnh béo phì cũng có nhiều nguy cơ bị tràn dịch trong ổ khớp do đôi chân thường phải chịu sức ép từ cân nặng. Đặc biệt là những người có cơ địa dễ xuất huyết, bệnh nhân huyết áp đang điều trị bằng thuốc chống đông, người già bị viêm khớp từ trước sẽ rất dễ bị tổn thương, tràn dịch trong ổ khớp, mặc dù có thể chỉ bị va chạm nhẹ trong sinh hoạt thông thường. Tràn dịch ổ khớp là một tình trạng rất là thường gặp, đặc biệt ở những người mà chúng ta phải vận động nhiều, vận động quá mức, hoặc những người béo phì. Thì cái nguyên nhân của nó là gì? Là thứ nhất là vấn đề là do những chấn thương. Đặc biệt ở những người ví dụ như là vận động viên phải chạy, phải nhảy, phải bê vác, phải cử tạ, hoặc là những người phải làm việc vận động rất nhiều ở một khớp nào đó đặc biệt, ví dụ như là khớp gối chẳng hạn, là khớp mà hay bị tràn dịch nhiều nhất, thì đấy là một cái tổn thương rất thường gặp ở những cái đối tượng như thế này là do vấn đề chấn thương. Vấn đề thứ hai là có thể xảy ra những người có tuổi, những người cao tuổi, những người bị viêm khớp mãn tính. Cái thứ ba là những người mà có cái thể địa là dễ bị xuất huyết, hoặc là những người đang sử dụng các thuốc chống đông, thì đấy cũng là những yếu tố những có thể bị tràn dịch khớp. Và cuối cùng là những người bị béo phì là những người rất dễ bị tràn dịch, đặc biệt là tràn dịch khớp gối. Triệu chứng khởi phát: sưng nề, một bên gối có thể sẽ to hơn bên kia. Khi đánh giá cần dựa vào các mốc xương để so sánh hai bên. Hạn chế vận động khớp: khớp gối sẽ bị hạn chế vận động do lượng dịch trong khớp cản trở vận động khớp. Đau: tùy theo nguyên nhân gây tràn dịch khớp mà có thể sẽ có triệu chứng đau khớp, đôi khi do đau mà bệnh nhân không thể đi lại được. Thì triệu chứng chúng ta thấy rất là rõ, tức là gì? Chúng ta thấy khớp, ví dụ khớp gối chẳng hạn là chúng ta sưng lên, tức là kích thước của bên này nó to hơn hẳn ở bên lành. Cái thứ hai là mất, nó mờ hết các hõm tự nhiên đi. Đấy. Và thứ ba nữa là chúng ta có thể có kèm theo các triệu chứng khác, ví dụ như là có thể có sưng, có thể có nóng nếu như mà nó là có viêm. Thế rồi là chúng ta khi mà khám thì chúng ta có thể thấy dấu hiệu bập bềnh xương bánh chè. Còn để quyết định là chúng ta phải có cái phát là chụp X quang khớp, thế rồi là có thể là chụp cộng hưởng từ các khớp, thế rồi thậm chí có thể phải chọc hút, chọc thử, thì chúng ta sẽ thấy nó sẽ có dịch ra tràn theo cái bơm tim của chúng ta. Thì đấy là những triệu chứng cơ bản để mà chẩn đoán chúng ta đã lâm vào tình trạng tràn dịch khớp. Tràn dịch khớp gối là một bệnh tương đối nguy hiểm. Nếu không được phát hiện điều trị kịp thời sẽ dẫn đến biến chứng giảm chức năng vận động khớp. Nếu không được phát hiện sớm và điều trị đúng, tràn dịch khớp ở người cao tuổi có thể đưa đến một số biến chứng dính khớp, sơ cứng khớp, gây nên hiện tượng hạn chế vận động. Cái điều trị của cái căn bệnh này thì chúng ta thứ nhất là chúng ta phải dùng các thuốc mà chống viêm giảm đau, như chúng ta vẫn thường dùng các bệnh về khớp, ví dụ là thuộc nhóm nonsteroid, ví dụ như mobiprid, ví dụ như là Voltaren, vân vân. Cũng có thể sử dụng các cái thuốc mà thuộc nhóm nonsteroid, ví dụ như cortisone, để chúng ta sau khi mà chúng ta có thể tiêm vào khớp hoặc là để chúng ta uống. Và thứ hai nữa là khi khớp tràn dịch quá nhiều thì buộc lòng chúng ta phải chọc hút, và sau chọc hút đó thì chúng ta tiêm cái thuốc hydrocortisone vào trong khớp. Thế ngoài ra chúng ta kết hợp thêm biện pháp lý liệu pháp, ví dụ như là bón nến, rồi chiếu tia hồng ngoại, chiếu tia tiểu ngoại, rồi chạy điện xung, vân vân, tất biện pháp đó rất là tốt. Cái nữa là chúng ta sẽ kết hợp các biện pháp của y học cổ truyền, ví dụ như châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt, và sử dụng các cái đông dược thành phẩm, các bài thuốc có thể là thuốc sắc cao đơn hoàn tán theo cái đơn kê của thầy thuốc đông y. Dự phòng và điều trị: để phòng tránh các bệnh về xương khớp nói chung, cần tránh những động tác xấu, tránh bê vác quá nặng. Trong sinh hoạt bình thường, cần có các tư thế vận động tốt, nên chọn thế đứng ngồi thoải mái nhất, tránh ngồi đứng một tư thế quá lâu. Nên chọn những bài tập vừa sức, tập những động tác quá khó hoặc luyện tập quá lâu dẫn đến mệt mỏi hoặc gây ra những biến chứng khác. Để dự phòng và điều trị bệnh tràn dịch ổ khớp,